Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo là chương trình thời sự 15 giờ thứ 6 ngày 3 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị, những ngày này không khí chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đang diễn ra hết sức sôi động tại nhiều địa phương. Mỗi hồi ức, mỗi kỷ vật, hình ảnh về cuộc chiến này đều trở nên hết sức quý giá và thiêng liêng. Tháng 10 năm 1954, sau chiến thắng tại Lòng Chảo Điện Biên, báo ảnh Việt Nam thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã cho ra mắt bức ảnh màu đầu tiên của đất nước. Trên hình có cờ quyết chiến quyết thắng. Bức ảnh tư liệu lịch sử có màu đầu tiên được Việt Nam phát hành ra thế giới chính là hình ảnh quân dân Điện Biên giơ cao lá cờ quyết chiến quyết thắng mừng sinh nhật lần thứ 64 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do lúc đó Việt Nam mới chỉ có phim đen trắng nên một số bức ảnh quan trọng đã được gửi sang Trung Quốc để thực hiện vẽ màu. Ở số báo 605 phát hành tháng 5 năm 2009 còn có bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi tặng báo ảnh Việt Nam, tặng báo ảnh Việt Nam, tờ báo đã đi cùng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Những hình ảnh là minh chứng cho thấy các phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam đã bám sát chiến dịch, khắc họa mặt trận khốc liệt cùng những nỗ lực anh dũng kiên cường của quân và dân ta trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Huyện Bảo Yên là huyện có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển lâm nghiệp với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp khá lớn, lên tới trên 612 ha. Năm 2023, toàn huyện đã trồng trên 1.082 ha, diện tích trồng lại rừng 319 ha. Trong đó, khai thác tiêu thụ gỗ rừng trồng tập trung đạt gần 18.245 m3, khai thác hàng chục nghìn tấn lâm sản ngoài gỗ từ vỏ quế, lá quế, tinh dầu quế. Ngoài ra, nông dân còn khai thác màng tang, lá giang để gia tăng thu nhập. Để thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, Hạt Kiểm Lâm đã tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương kiện toàn lại các ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững từ cấp xã đến cấp huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng ngay từ cơ sở là những giải pháp mà huyện Bảo Yên đang triển khai hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của địa phương này. Với mong muốn góp phần thay đổi tư duy cho người dân về phát triển chăn nuôi bền vững, hướng tới tạo việc làm và thu nhập ổn định, xã Quang Kim, huyện Bát Sát đã triển khai dự án nuôi dê lai thịt giống mới, thả vườn, an toàn sinh học. Dự án nuôi dê lai thịt giống mới, thả vườn, an toàn sinh học tại xã Quang Kim có tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Các hộ dân tham gia được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư tu sửa, xây dựng chuồng trại, mua gà giống. Tham gia dự án, 25 hộ dân được tập huấn kỹ thuật nuôi gà an toàn sinh học, chăm sóc, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp. Đặc biệt phải cam kết với địa phương tuân thủ theo đúng quy trình an toàn sinh học trong suốt quá trình chăn nuôi. Gà thương phẩm sẽ được tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài huyện, tiến tới xây dựng thương hiệu tập thể. Vừa qua nhờ cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách nên là tôi đã cùng với nguồn vốn của gia đình kết hợp tạo dựng cái mô hình này để nuôi gà và phát triển kinh tế, hy vọng là cái mô hình này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế để phát triển kinh tế gia đình. Qua cái dự án này, mong muốn là tận dụng được cái nguồn lao động dồi dư trên địa bàn, cũng như là qua đó để phát triển được cái kinh tế hộ gia đình. Xã Quang Kim có tổng số 1.478 hộ dân, trong đó có 85% hộ sản xuất nông nghiệp. Để khuyến khích phát triển chăn nuôi bền vững, chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể khuyến khích hội viên xây dựng và phát triển mô hình hợp tác liên kết, từ đó chuyển đổi phương thức chăn nuôi kém hiệu quả sang chăn nuôi nhóm hộ, giảm chi phí và tạo ra vùng thương hiệu. Qua kiểm tra thực tế, đến thời điểm này đàn gà sinh trưởng phát triển tốt và trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Ủy ban dân xã Quang Kim đã phối hợp phòng ban chuyên môn tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học cho các thành viên, hy vọng rằng mô hình sẽ mang lại hiệu quả cao và sẽ nhân rộng trên địa bàn toàn xã. Với sự chuẩn bị bài bản kỹ lưỡng, mô hình chăn nuôi gà thịt theo phương pháp an toàn sinh học ở Quang Kim được kỳ vọng sẽ giúp người chăn nuôi tiếp cận với phương pháp sản xuất mới, tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, mang lại nguồn thu nhập cho hộ gia đình, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương. Tại Lào Cai, du lịch nông nghiệp nông thôn đang là xu hướng phát triển mạnh, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm cuộc sống văn hóa của người dân địa phương chân thật và gần gũi nhất. Tỉnh xác định đến năm 2025 sẽ xây dựng 7 mô hình thí điểm phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn tại các huyện Bát Sát, Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai.
Để đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch nông nghiệp, tỉnh hỗ trợ kết nối khách du lịch, lữ hành gắn với các điểm đến và du lịch nông nghiệp, nông thôn. Quảng bá du lịch nông thôn thông qua tổ chức các sự kiện, diễn đàn giới thiệu, chương trình Farm Trip đối với các hãng lữ hành và truyền thông. Đặc biệt, tỉnh xác định phát triển du lịch gắn với nông nghiệp phải tạo nên lợi ích kép, góp phần tăng thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường bền vững. Vụ lúa mùa năm nay, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy trên 24.200 ha, trong đó lúa một vụ vùng cao là 13.968 ha, còn lại là ở vùng thấp. Tổng nhu cầu giống cho vụ lúa mùa năm nay khoảng 981 tấn, trong đó giống thuần khoảng 763 tấn, lúa lai khoảng 218 tấn. Đến nay, nông dân vùng cao thị xã Sapa, các huyện Bát Sát, Mường Khương, Bắc Hà, Simacai đã làm đất và gieo mạ đạt khoảng 350 tấn giống. Riêng nông dân thị xã Sapa đã gieo cấy được 255 ha trong tổng số 3.600 ha lúa mùa theo kế hoạch. Để đảm bảo vụ mùa thắng lợi, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương tùy thuộc vào điều kiện thực tế, bố trí lịch thời vụ và cơ cấu giống phù hợp, phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong chậm nhất trước trung tuần tháng 7. Hiện tại, nhiều khu vực vùng cao của tỉnh Lào Cai, các triển ruộng bậc thang đã bắt đầu vào mùa đổ nước, mang lại một khung cảnh kỳ thú đối với bất kỳ ai có cơ hội được trải nghiệm. Mùa nước đổ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6 hàng năm. Lúc này, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, lấp lánh ánh vàng của nắng khiến bao du khách phải trầm trồ trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Để có những trải nghiệm thú vị với mùa nước đổ ở khắp các bản làng vùng cao, du khách cần lưu ý để có chuyến đi trọn vẹn và thú vị nhất. Tùy vào nhu cầu, du khách có thể chọn điểm dừng chân tại thành phố Lào Cai rồi tiếp tục di chuyển bằng phương tiện ô tô hoặc xe máy đến các bản làng vùng cao Sapa, Bát Sát hay Bắc Hà. Tại Sapa, thung lũng Mường Hoa là địa điểm lý tưởng để ngắm ruộng bậc thang và lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Ngoài ra, với các bạn trẻ ưa khám phá, hòa mình với thiên nhiên, thì đó là thung lũng ruộng bậc thang Thầy Pả, xã Y Tý hay các xã Dền Sáng, Mường Hum của huyện Bát Sát. Ngoài ra, ruộng bậc thang ở các huyện Bắc Hà, Simacai cũng rất mộc mạc và bình dị, phù hợp cho những ai thích sự yên tĩnh, lãng mạn. Thưa quý vị và các bạn, mới 17 tuổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nhiều năm nay em Nguyễn Mạnh Cường, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông số 1 huyện Văn Bàn đã sớm quen với cuộc sống tự lập và đạt được nhiều thành tích trong học tập, trở thành tấm gương sáng cho bạn bè cùng trang lứa. Căn phòng trọ này là nơi em Nguyễn Mạnh Cường đã sống gần chục năm nay. Bố mẹ chia tay nhau từ khi em còn nhỏ, rồi bố đi làm thuê ở xa, Cường sớm phải sống một mình. Căn phòng trọ đơn sơ nhưng gọn gàng tươm tất, đã khẳng định được ý thức chủ động, tự lập trong cuộc sống của cậu học trò này. Đến năm lớp 6 là em cũng bắt đầu ở một mình. Về cuộc sống một mình thì em không cảm thấy khó khăn lắm, nhưng mà đối với tài chính thì cũng hơi khó khăn tại vì công việc của bố em lương chưa cao, mà nó còn đôi lúc còn bị chậm lương. Có hoàn cảnh đặc biệt hơn bạn bè cùng trang lứa, nên tinh thần tự lập, tự giác trong học tập luôn thường trực trong cậu học trò Nguyễn Mạnh Cường. Đặt mục tiêu đứng trong top đầu của lớp, Mạnh Cường luôn ý thức cao trong việc tiếp thu bài giảng ở lớp, hoàn thành đầy đủ các bài tập khi về nhà. Mười năm liền, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, nhiều lần đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi môn tin học cấp tỉnh và cuộc thi Olympic tiếng Anh IOE. Là một người rất tốt ạ, rất hay giúp đỡ bạn bè và bạn ý học rất giỏi. Gần như là thời gian nào thì bạn ý cũng sẽ chú tâm vào việc học và đạt được các điểm số rất là cao. Bạn Cường học tốt tất cả các môn và môn nào bạn ấy cũng giỏi. Em nghĩ là điều khiến bạn ấy có thể học giỏi như thế là do sự chăm chỉ, nỗ lực học tập của bạn ấy ạ. Em ấy thì lại có rất là có ý thức tự học. Mặc dù là không có điều kiện để được bố mẹ chăm sóc ngay bên cạnh, nhưng mà em ấy lại rất là tự giác trong cái việc mà làm bài và làm đầy đủ, thậm chí có những bài mà dâng cao hơn thì cô đưa ra thì em vẫn có thể trả lời được. Thì điều này thì tôi đánh giá là em ấy có khả năng tự học rất là tốt. Ước mơ của Mạnh Cường là trở thành sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cường tự tin với năng lực học tập của mình, em sẽ đạt được mục tiêu. Chi phí học tập sẽ là trở ngại lớn, nhưng với ý chí, nghị lực đã được rèn giũa, tôi luyện trong những năm qua, Mạnh Cường quyết tâm sẽ thực hiện ước mơ của mình. Tiếp theo là những thông tin trong nước chúng tôi mới cập nhật. Liên quan đến vụ ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai, theo Sở Y tế tỉnh này,
Tính đến 7 giờ ngày 3 tháng 5, các bệnh viện tại thành phố Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng. Trong đó có 5 ca bệnh nặng, một số ca đang phải thở máy và lọc máu. Hiện toàn tỉnh Đồng Nai đã kích hoạt quy trình báo động đỏ để các bệnh viện trong tỉnh có thể hội chẩn kịp thời, hỗ trợ điều trị cho các ca bệnh. Ngày hôm nay, mùng 3 tháng 5, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Đồng Nai đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm, khiến hàng trăm người nhập viện. Trước đó, ngày 30 tháng 4, hàng trăm người phải nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy do ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì Băng, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bộ Công an cho biết, tính đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 16 bộ ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương, tiếp nhận 1,5 tỷ yêu cầu tra cứu xác thực thông tin công dân. Như vậy, đa số các đơn vị đã kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác thực thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Điều này giúp công chức viên chức tra cứu khai thác các dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân, thông tin hộ gia đình, tra cứu thông tin cá nhân phục vụ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch và cung cấp dịch vụ công, giúp người dân doanh nghiệp không phải cung cấp các thông tin cá nhân đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính giao dịch. Với quan niệm sản xuất an toàn, sản phẩm không lao ế, nhiều năm qua, người trồng cây ăn quả ở xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Xã Nghĩa Lộ hiện có 245 ha cây ăn quả, trong đó có 157 ha được sản xuất theo hướng Việt Gáp, hữu cơ an toàn, 6 ha bưởi da xanh và thanh long ruột đỏ được cấp mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa, 3 sản phẩm bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ và nhãn đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Mặc dù sản lượng lên tới hàng nghìn tấn quả, nhưng sản phẩm đến đâu được tiêu thụ hết đến đó do được thực hiện sản xuất an toàn, có liên kết tiêu thụ. Hôm qua phát biểu trong chuyến thăm Ukraine, Ngoại trưởng Anh cho biết London cam kết cung cấp gói viện trợ quân sự hàng năm trị giá 3 tỷ bảng Anh, tương đương 3,74 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Ngoại trưởng Anh cho rằng Ukraine có quyền sử dụng các loại vũ khí do London cung cấp cho mục đích phòng thủ cũng như tấn công. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào là tùy thuộc vào Kiev. Ngoại trưởng Anh cũng hoan nghênh quyết định mới đây của Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung, vốn bị trì hoãn trong một thời gian dài, trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong gói hỗ trợ này, gần 14 tỷ đô la Mỹ sẽ được chi cho hoạt động đào tạo, trang bị phục vụ cho các nhu cầu của quân đội Ukraine. Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã ngừng tất cả các hoạt động giao thương với Israel kể từ ngày 2 tháng 5 do tình hình nhân đạo ngày càng trở nên xấu đi tại các vùng lãnh thổ của Palestine. Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, tất cả các giao dịch xuất nhập khẩu hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện nghiêm túc và dứt khoát biện pháp mới này cho đến khi chính phủ Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ và không bị gián đoạn tới giải Gaza. Phản ứng trước quyết định mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Israel cùng ngày cho rằng Ankara đã vi phạm các thỏa thuận và phớt lờ các hiệp định thương mại quốc tế. Bộ Ngoại giao Israel đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế cũng như chú trọng hoạt động sản xuất trong nước và tìm nguồn hàng nhập khẩu từ các nước khác. Hôm qua, tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, trong đó doanh thu của 3 tháng đầu năm nay đã sụt giảm đúng như dự đoán. Theo báo cáo, doanh thu của Apple trong 3 tháng đầu năm nay đạt 90,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm điện thoại thông minh iPhone sụt giảm mạnh khi mất tới 5,37 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 45,96 tỷ đô la do sự cạnh tranh từ các công ty đối thủ. Doanh thu từ các sản phẩm khác như thiết bị Dell, thiết bị thông minh gia đình và phụ kiện cũng giảm nhẹ, xuống mức 7,91 tỷ đô la. Bất chấp kết quả kinh doanh vừa được công bố, bà lãnh đạo Apple bày tỏ lạc quan về triển vọng tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới, nhờ kế hoạch cho ra mắt thêm các sản phẩm mới, cũng như việc đầu tư vào các tính năng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản,
nước này đã ghi nhận nhiệt độ trung bình trong tháng 4 vừa qua ở mức cao nhất trong gần 130 năm do ảnh hưởng kéo dài của hiện tượng El Nino. Cụ thể, nhiệt độ trung bình trong tháng 4 vừa qua ở Nhật Bản cao hơn 2,76 độ C so với trung bình năm, khiến đây là tháng 4 nóng nhất kể từ khi cơ quan khí tượng Nhật Bản bắt đầu tổng hợp số liệu thống kê vào năm 1898. Một số thành phố như Kyushu, tỉnh Gunma còn ghi nhận nhiệt độ lên tới 30 độ C vào ngày 28 tháng 4. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng dự báo nhiệt độ từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay cũng sẽ cao hơn mức trung bình, do khu vực xung quanh Nhật Bản có thể bị bao phủ bởi không khí ấm áp. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.